Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Trước khi cùng nhau tìm hiểu bài mới, thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia phần khởi động để trả lời câu hỏi đây là gì. Nếu như bạn nào biết đáp án thì các bạn hãy giơ tay để phát biểu lấy điểm cộng nhé. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây chính là tế bào. Và như chúng ta đã được học thì chúng ta biết được rằng mọi cơ thể sống thì đều được cấu tạo từ tế bào. Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống, cùng được cấu tạo từ tế bào. Tuy nhiên, có những cơ thể chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường, ví dụ như trứng cá, chim ruồi, người, cá voi xanh, cây cối, hoa, lá, đúng chưa? Tuy nhiên, có những cơ thể mà chúng ta không thể nào quan sát được bằng mắt thường, ví dụ như virus, lục lạp, vi khuẩn, mà chúng ta phải sử dụng đến kính hiển vi để chúng ta có thể quan sát được. Vậy, vì sao các vi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào nhưng kích thước lại khác nhau đến như vậy? Và ở những cơ thể có số lượng tế bào lớn thì các tế bào sẽ phối hợp và hoạt động với nhau như thế nào để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh? Để trả lời hai câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chủ đề 7, từ tế bào đến cơ thể. Ở trong chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 bài học. Bài 19, cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Bài 20, cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào. Và bài 21, thực hành quan sát sinh vật. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 19, cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Đến với bài học này, chúng ta cần nhận biết được cơ thể đơn bào và lấy ví dụ minh họa, cũng như nhận biết được cơ thể đa bào và lấy được ví dụ minh họa. Vậy, trước hết tiên, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi, cơ thể là gì? Cơ thể chỉ một cá thể sinh vật có khả năng thực hiện được các quá trình sống cơ bản như cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản. Ở đây, cô lấy ví dụ đối với quá trình hô hấp, đó chính là quá trình lấy oxygen và thải ra carbon dioxide qua hoạt động hít thở. Quá trình dinh dưỡng, đó chính là quá trình lấy thức ăn và nước. Quá trình sinh trưởng là quá trình cơ thể lớn lên về kích thước. Quá trình bài tiết là quá trình loại bỏ các chất thải trong cơ thể. Quá trình cảm ứng và vận động chính là quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường. Và quá trình sinh sản chính là quá trình tạo ra con non. Vậy chúng ta cùng đi vào phần 1, cơ thể đơn bào. Em hãy quan sát video kết hợp hình 19.1A sách giáo khoa trang 92 và hãy trả lời hai câu hỏi. 1. Cơ thể trùng roi có đặc điểm như thế nào? Vẽ và mô tả. Câu hỏi số 2. Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có những bộ phận nào? Chào tất cả các bạn đã đến với kênh hiển vi của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn con trùng roi xanh. Trùng roi xanh sống trong nước, ao, hồ, đầm, ruộng, kể cả những vùng nước mưa. Về cấu tạo và di chuyển,
Cơ thể trùng rêu xanh là một tế bào kích thước hiển vi, cỡ 0,05 mm. Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển. Cấu tạo cơ thể trùng rêu xanh gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa hạt chấm lục khoảng 20 hạt, các hạt dự trữ nhỏ hơn và điểm mắt cạnh gốc roi. Dưới điểm mắt có không bào co bóp, điểm mắt giúp trùng rêu xanh nhận biết ánh sáng. Về dinh dưỡng, ở nơi có ánh sáng, trùng rêu xanh dinh dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào hồ tối lâu ngày, trùng rêu xanh mất màu xanh. Chúng vẫn sống được nhờ đồng hóa những chất dinh dưỡng hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy, còn gọi là dị dưỡng. Hô hấp của trùng rêu xanh nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. Không bào co bóp tập trung nước thừa của sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể. Về sinh sản, nhân nằm ở phía sau cơ thể. Khi sinh sản, nhân phân đối trước. Tiếp theo là chất nguyên sinh và các bảo quan. Cơ thể phân đối theo chiều dọc. Đây là giai đoạn phân chia cuối cùng của trùng rêu xanh. Vậy là chúng ta vừa mới quan sát xong video về trùng roi. Vậy các bạn hãy cho cô biết cơ thể trùng roi có những đặc điểm như thế nào? À, cơ thể của trùng roi hình thoi. Chúng ta nhìn thấy ở đây có một roi dài và roi này thì xoáy vào nước giúp cơ thể của trùng roi có thể di chuyển được. Và cấu tạo của trùng roi thì như chúng ta nhìn thấy, nó gồm màng tế bào, nhân tế bào và chất tế bào. Chất tế bào thì chứa các hạt diệp lục và những bộ phận khác. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vi khuẩn. Hãy quan sát hình 19.1b. Chúng ta nhận thấy ở đây vi khuẩn có cấu tạo của tế bào nhân sơ. Nó phân bố ở nhiều môi trường khác nhau và nó có kích thước hiển vi. Chúng ta phải sử dụng kính hiển vi thì mới quan sát được vi khuẩn. Rồi, vậy thì chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hai hình. Chúng ta nhận thấy trùng roi thì có màng tế bào bao bọc bên ngoài. Tương tự đối với vi khuẩn thì chúng ta cũng có màng tế bào bao bọc bên ngoài, đúng chưa? Rồi, tiếp thứ hai nào? À, thứ hai chính là bên trong của trùng roi thì có chất tế bào, đúng không? Chất tế bào chứa nhân tế bào, được chưa? Rồi, còn đối với vi khuẩn thì sao? Chất tế bào sao nhỉ? À, bên trong chất tế bào chứa vùng nhân. Rồi, tiếp theo mình so sánh về kích thước thì cả trùng roi và vi khuẩn đều có kích thước nhỏ. Cuối cùng đó là trùng roi thì được cấu tạo từ một tế bào và vi khuẩn cũng được cấu tạo từ một tế bào. Chính vì
cái lý do được cấu tạo từ một tế bào như thế này mà người ta xếp nó vào loại cơ thể đơn bào. Ở đây chúng ta cần lưu ý, đối với trùng roi, nó có nhân tế bào rồi, vì thế nó sẽ thuộc vào tế bào nhân thực. Còn đối với vi khuẩn, nó là một vùng nhân, vì thế nó sẽ thuộc vào tế bào nhân sơ. Vậy qua việc chúng ta vừa tìm hiểu những kiến thức bên trên, các em hãy trả lời cho cô, cơ thể đơn bào là gì? Kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên. Đúng rồi, cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. Một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên mà chúng ta có thể gặp đó chính là trùng đế giày. Chúng ta nhìn thấy con trùng này rất giống cái đế giày của chúng ta, vì thế người ta gọi nó là trùng đế giày. Thứ hai đó là trùng biến hình, hình dạng của nó thay đổi liên tục. Tiếp theo đó là tảo lục. Tảo silic được sử dụng trong ngành mỹ phẩm rất là nhiều. Và chúng ta còn có vi khuẩn E. coli, vi khuẩn lao. Trong thực tế, em có thể quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng mắt thường hay không? Tại sao? Chúng ta biết rằng trùng roi và vi khuẩn không thể quan sát được bằng mắt thường vì cơ thể của nó chỉ được cấu tạo từ một tế bào, mà tế bào thì có kích thước hiển vi. Vì thế chúng ta phải quan sát trùng roi và vi khuẩn bằng kính hiển vi. Ở đây, cô lấy ví dụ cho các bạn về vi khuẩn E. coli. Có những vi sinh vật vô cùng nhỏ bé, rất khó có thể quan sát được bằng mắt thường mà phải nhờ đến sự phóng đại của kính hiển vi, như vi khuẩn E. coli với kích thước chỉ khoảng 1 micromet bằng 1 phần 10.000 kích thước đầu một cái ghim giấy. Chúng ta biết rằng cái ghim giấy của chúng ta rất là nhỏ rồi, đúng không? Mà con vi khuẩn này chỉ bằng 1 phần 10.000 thì chúng ta không thể nào quan sát được bằng mắt thường mà chúng ta phải sử dụng kính hiển vi. Vậy thì vi khuẩn E. coli là gì? Chúng ta nghe có quen không? Vậy để hiểu rõ thêm về vi khuẩn E. coli, chúng ta hãy cùng quan sát và theo dõi một đoạn phóng sự sau nhé. E. coli là một nhóm vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa của con người và động vật. Có nhiều loại E. coli, thế nhưng may mắn mà phần lớn trong chúng có thể nói là vô hại và giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, một số E. coli có thể gây tiêu chảy, và loại phổ biến nhất trong nhóm E. coli có hại này là E. coli O157H7. Vậy chúng ta cần làm gì để phòng tránh nhiễm khuẩn E. coli? Quý vị hãy xem phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Vi khuẩn E. coli là một loại vi khuẩn sống trong đường ruột của người và động vật, hầu hết đều vô hại. Nguyên nhân chính dẫn đến nhiễm khuẩn E. coli là do tiếp xúc với nước bẩn hoặc ăn các thực phẩm rau quả chưa rửa sạch, đặc biệt là như thịt bò, thịt lợn chưa rửa sạch. Hay đơn giản là bạn đi uống nước ở các quán nước bên ngoài sử dụng nước đá bẩn. Khi vi khuẩn E. coli vào trong cơ thể thì cái biểu hiện nó thường xuất hiện chậm, ít nhất phải thường từ 6 tiếng trở ra. Là vi khuẩn đầu tiên lên sinh sôi nảy nở trong ruột. Với các biểu hiện mà bị khác nhau thì thường nhẹ nhất thì có đau bụng, nôn, tiêu chảy. Thì có thể có biểu hiện khác, nó bị nhiễm trùng sốt lên. Ở chiều nặng hơn thì có thể hiện nó tổn thương ruột, tiêu chảy dòng máu, giống như bị có nhiễm trùng trùng sâu hơn nữa thì có thể trong cơ thể bị bỏng máu các cơ quan khác. Hầu hết các nguồn nước thực phẩm bị nhiễm khuẩn E. coli không có biểu hiện gì để nhận biết bằng mắt thường. Một trong những biện pháp vô cùng quan trọng đó là chúng ta phải xử lý thực phẩm để rất tốt, hoặc là chúng ta chế biến theo đúng các quy trình, làm sao mà cái thực phẩm đấy thì được đun sôi, đun chín, và như vậy là các cái thực phẩm nó có thể bị tiêu diệt. Bởi vì bình thường con E. coli thì cũng chịu được các cái nhiệt độ, chúng ta đun sôi, đặc biệt là đun sôi từ 5-10 phút.
Ngoài ra, khi mà chúng ta vận chuyển giết mổ hoặc là mua bán các thực phẩm thì chúng ta cũng nên chọn các loại thực phẩm được bán hoặc có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hoặc là cái thực phẩm nó tươi sạch hoặc có cái dấu mà kiểm dịch thú y. Các thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới hàng năm tại Mỹ, cứ 6 người thì có 1 người bị nhiễm khuẩn E. coli từ thực phẩm. Còn theo Tổ chức An toàn Thực phẩm châu Âu, dịch E. coli bùng phát tại Đức năm 2011 khiến 9.500 người bị nhiễm khuẩn E. coli, trong đó 56 người đã tử vong. Nguyên nhân là do hạt bỏ cari dùng để làm nước cari nhập khẩu từ Ai Cập bị nhiễm khuẩn E. coli. Rồi, vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau tìm hiểu về vi khuẩn E. coli. Để tránh những bệnh do vi khuẩn E. coli gây ra thì các bạn nhớ phải ăn chín uống sôi và chọn những nguồn thực phẩm sạch để đảm bảo cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chuyển sang phần 2, cơ thể đa bào. Hãy nêu điểm khác biệt về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1, đại diện ở đây là trùng roi, và 19.2 chính là cây cà chua. Từ đó, hãy cho biết cơ thể đa bào là gì. Chúng ta vừa mới tìm hiểu và chúng ta biết được rằng trùng roi thì được tạo bởi một tế bào. Và tế bào này thì thực hiện các chức năng sống đơn giản của trùng roi. Vậy chúng ta hãy cùng quan sát cây cà chua. Ở rễ thì có tế bào lông hút rễ. Đối với thân của cây cà chua thì có tế bào mạch dẫn thân. Đối với lá thì có tế bào biểu bì lá. Tương tự, đối với hoa, với quả thì cũng sẽ có những tế bào khác. Vậy chúng ta có thể kết luận được ở đây rằng cơ thể của cây cà chua có nhiều tế bào và có cấu tạo phức tạp, có nhiều cơ quan, hệ cơ quan để thực hiện các chức năng sống. Ở đây, vì trùng roi chỉ có một tế bào nên nó thuộc cơ thể đa bào. Còn ở bên này, cây cà chua có nhiều tế bào, vậy thì nó sẽ thuộc loại cơ thể đa bào. Cơ thể đa bào có nhiều tế bào. Vậy, ở cơ thể đa bào, các tế bào khác nhau sẽ thực hiện chức năng giống nhau hay khác nhau? Để trả lời câu hỏi này, các bạn hãy cùng nhau làm bài tập sau đây. Hãy nối chức năng tương ứng với các loại tế bào ở trong hình. Ở đây chúng ta có tế bào biểu bì lá, tế bào mạch dẫn thân, tế bào lông hút rễ, ứng với các chức năng đó là dẫn truyền nước và muối khoáng, các chất dinh dưỡng, hút nước và muối khoáng, bảo vệ. Các em có thời gian 10 giây để suy nghĩ và tìm ra câu trả lời. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu tế bào biểu bì của lá. Tế bào biểu bì của lá, chức năng chính của nó là bảo vệ. Đây là lớp tế bào biểu bì mặt trên và biểu bì mặt dưới. Nó có chức năng bảo vệ các tổ chức bên trong của lá. Đồng thời, lớp biểu bì này nó cũng cho ánh sáng xuyên qua để các tế bào bên trong có thể thu nhận được ánh sáng, thực hiện chức năng tổng hợp chất hữu cơ. Tiếp theo, chúng ta đến với tế bào lông hút rễ. Tế bào lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng. Các tế bào biểu bì của rễ biến đổi thành hình dạng lông hút để có thể hút nước và muối khoáng ở môi trường cung cấp cho cơ thể. Và thứ ba, chúng ta cùng đi tìm hiểu tế bào mạch dẫn thân. Thì chúng ta sẽ có mạch gỗ và mạch rây. Rồi, tế bào mạch dẫn thân có chức năng dẫn nước và muối khoáng, các chất dinh dưỡng từ các tế bào mạch dẫn có khả năng dẫn truyền nước và muối khoáng ở phần dưới cơ thể là từ rễ lên các phần trên của cơ thể. Đồng thời, ngược lại, nó cũng có chức năng
vận chuyển các chất hữu cơ mà tổng hợp được từ phần lá đưa đến các bộ phận khác và đi xuống dưới rễ là phần rễ. Vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về chức năng của tế bào biểu bì lá, tế bào mạch dẫn thân và tế bào lông hút rễ. Vậy thì các em hãy cho cô biết chức năng của các tế bào là gì? Đầu tiên là tế bào biểu bì lá. À đúng rồi, nó có chức năng bảo vệ. Tiếp theo, tế bào mạch dẫn thân có chức năng dẫn truyền nước và muối khoáng, các chất dinh dưỡng. Cuối cùng, tế bào lông hút rễ, đó chính là hút nước và muối khoáng. Nhận thấy các tế bào khác nhau thì thực hiện các chức năng khác nhau. Vậy chúng ta hãy quan sát hình sau. Rồi, ở đây chúng ta nhìn thấy đối với một cái cây thì có mạch gỗ và mạch ray. Mạch gỗ là vận chuyển nước và các chất khoáng từ dưới rễ lên bên trên, các bộ phận bên trên. Còn mạch ray là vận chuyển các chất hữu cơ mà lá tổng hợp được xuống đến rễ. Hai cái mũi tên này là dòng vật chất chứa nước, chất khoáng và hữu cơ như cô vừa giải thích. Vậy thì chúng ta biết rằng rễ, thân cây và lá chắc chắn không chỉ là thực hiện những cái chức năng tách rời mà nó còn phối hợp với nhau để thực hiện các chức năng sống của cây. Chúng ta hãy xác định cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào trong bài tập sau. Đối với vi khuẩn E. coli như chúng ta đã tìm hiểu thì chúng ta biết rằng nó được tạo nên bởi một tế bào vì đó nó thuộc cơ thể đơn bào. Đối với cây bưởi thì chúng ta sẽ liên hệ giống như cây cà chua, nó có rễ, nó có thân, nó có quả, nó có lá, đúng không? Vậy thì số tế bào cấu tạo nên cơ thể của nó là nhiều tế bào, vì thế nó thuộc cơ thể đa bào. Rồi, vậy với trùng roi thì sao? Số tế bào cấu tạo nên cơ thể là một tế bào, vì thế nó là cơ thể đơn bào. Rồi con ếch thì có gì nhỉ? Có các bộ phận hô hấp này, da này, xương này, cơ này, đúng không? Rồi, vậy thì ở đây số tế bào là nhiều tế bào, vì thế nó sẽ thuộc vào đa bào, cơ thể đa bào. Rồi, vậy thì con người chúng ta thì sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn video sau nhé. Cơ thể con người là một mạng lưới phức tạp của các tế bào, các mô và các cơ quan nội tạng. Cùng với nhau, chúng tạo nên sự sống. Trên cơ thể người, 10 hệ thống chính chịu trách nhiệm cho các chức năng của cơ thể, bao gồm hệ thống khung xương, hệ cơ bắp, hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ bạch huyết, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết và hệ sinh sản. Bên cạnh đó ta còn có hệ vỏ bọc và hệ giác quan. Hãy cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị về các hệ thống này. Trong số những hệ thống kể trên, các hệ thống xương, cơ bắp, tim mạch và thần kinh có vai trò hình thành nên một cơ sở nền tảng, tạo điều kiện cho các hệ thống khác hoạt động. Trong cơ thể của một người trưởng thành, hệ thống xương có thể bao gồm đến 200 mảnh xương khác nhau. Cùng với nhau, hệ thống xương giúp tạo nên hình dạng con người, đồng thời làm chức năng nâng đỡ và bảo vệ các cơ quan khác. Bộ xương cũng đóng vai trò làm khung bám cho hệ thống cơ bắp. Hệ thống cơ bắp bao gồm 3 loại cơ khác nhau là cơ xương, cơ chân và cơ tim. Cơ bắp cung cấp sức mạnh, sự cân bằng, giữ tư thế, duy trì nhiệt độ, tạo chuyển động và lưu thông máu trên khắp cơ thể. Kết hợp cùng với hệ xương, hệ cơ bắp tạo nên hệ vận động, chịu trách nhiệm cho việc vận động của cơ thể con người. Ẩn bên trong hệ cơ bắp là hệ thống tim mạch, hay còn được gọi là hệ tuần hoàn. Hệ tim mạch bao gồm quả tim, một mạng lưới các mạch máu trên khắp cơ thể và dĩ nhiên là cả máu nữa. Quả tim sẽ co bóp, đẩy máu thông qua mạng lưới mạch máu, cung cấp oxy, bạch cầu, hormone và các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể.
Cuối cùng, hệ thống thần kinh là một mạng lưới giao tiếp của các tế bào thần kinh mà cơ thể sử dụng để truyền thông tin và phối hợp các chức năng cơ thể. Hệ thần kinh bao gồm não là trung tâm, bên cạnh đó là tủy sống, mạng lưới các dây thần kinh và các hạch thần kinh. Bốn hệ thống kể trên được cấu tạo nên bởi các tế bào thần kinh, máu, cơ và xương, tạo nên một nền tảng cơ sở cho phép ba hệ thống khác điều tiết môi trường bên trong của cơ thể. Đó là hệ thống nội tiết, hệ bạch huyết và hệ bài tiết. Hệ nội tiết là một hệ thống khá đặc biệt, gồm một loạt các tuyến được phân bổ tách rời nhau như tuyến yên, tuyến giáp, tuyến ức, gan, tụy, vân vân. Chúng hoạt động dựa trên các thông tin từ hệ thần kinh, qua đó giúp điều chỉnh các thành phần nội tiết của cơ thể. Ví dụ như tuyến giáp sẽ sản xuất ra lượng hormone, các hóa chất cần thiết và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Những hóa chất này sau đó sẽ được phân phối khắp cơ thể bằng hệ thống tim mạch. Hệ thống tim mạch và thần kinh cũng giúp cho hệ thống bạch huyết hoạt động. Hệ bạch huyết hay còn được gọi là hệ miễn dịch, là một tập hợp các hạch và mạch bạch huyết, đóng vai trò như một cơ quan phòng vệ cho cơ thể. Hệ thống bạch huyết sử dụng các dây thần kinh để nhận và truyền thông tin về các vùng bị tấn công của cơ thể, ví dụ như một vết xước trên da hay khi virus xâm nhập vào mũi. Qua đó, hệ bạch huyết sẽ gửi đi các tế bào bảo vệ như tế bào bạch cầu qua mạch máu đến vùng bị ảnh hưởng để chữa lành cho cơ thể. Một hệ thống quan trọng khác trong việc điều tiết cơ thể là hệ bài tiết, là một hệ thống sinh học thụ động giúp loại bỏ các vật liệu dư thừa không cần thiết khỏi cơ thể. Bên trong hệ bài tiết là hệ thống tiết niệu với các thành phần chính là thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Hệ thống tiết niệu mà cụ thể là thận duy trì nồng độ chất điện giải của cơ thể và lọc chất thải từ máu. Chất thải này được chuyển từ các mạch máu vào thận và sau đó bị thải ra ngoài qua nước tiểu. Tất cả các hệ thống kể trên của cơ thể cần có năng lượng để hoạt động, và đó là lúc cơ thể cần đến hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Hệ hô hấp là một hệ cơ quan có chức năng trao đổi không khí, chiết xuất oxy từ không khí mà chúng ta thở, mang lại sự sống đến toàn bộ các bộ phận khác trên cơ thể. Không khí đi vào cơ thể thông qua các hốc mũi, đi xuống cổ họng và sau đó được vận chuyển đến phổi. Phổi chiết xuất oxy cho cơ thể sử dụng, đồng thời thải khí carbon dioxide khi chúng ta thở ra. Năng lượng cho cơ thể còn đến từ các dạng thực phẩm, được hấp thụ qua hệ tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa gồm một chuỗi các cơ quan nội tạng làm chức năng chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Thức ăn đi vào cơ thể qua miệng, sau đó di chuyển vào thực quản, dạ dày và đến ruột. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào cơ thể qua thành ruột, trong khi chất thải rắn được thải ra ngoài qua thành phần cuối của đường tiêu hóa là hậu môn. Chúng ta đã có các hệ thống tạo cơ sở nền tảng và các hệ thống điều tiết chức năng của cơ thể. Nhưng để bao bọc và bảo vệ tất cả, chúng ta cần có hệ vỏ bọc. Hệ vỏ bọc là cơ quan lớn nhất của cơ thể, bao gồm da cùng các phần phụ của nó như tóc, vảy, lông và móng, vân vân. Là một hệ cơ quan vô cùng đặc biệt, ngoài chức năng bao bọc và bảo vệ các hệ thống bên trong cơ thể, nó còn giúp bài tiết chất thải, ổn định thân nhiệt và là nơi gắn những giác quan để cảm nhận sự đau đớn, áp lực và nhiệt độ. Hệ vỏ bọc còn có thể cung cấp vitamin D cho cơ thể. Tất cả các thành phần của cơ thể, dù đơn giản hay phức tạp, dù lớn hay nhỏ, đều bắt đầu được hình thành bởi hệ thống sinh sản, hay còn được gọi là hệ sinh dục. Hệ thống này chịu trách nhiệm tạo ra sự sống, duy trì nòi giống. Các cơ quan của hệ sinh dục trên hai giới không giống nhau. Ở phụ nữ gồm có âm đạo, tử cung và buồng trứng, còn ở nam giới là dương vật, tinh hoàn và tinh trùng. Hệ sinh sản chỉ có thể thực hiện chức năng khi có sự kết hợp cả hai giới, giúp cho việc thụ tinh có thể xảy ra. Sau đó các hệ thống cơ quan mới được hình thành và một cơ thể mới được sinh ra. Con người là những sinh vật phức tạp, nhưng khi 12 hệ thống và cơ quan chính hoạt động tốt, chúng sẽ đảm bảo cho chúng ta có một cơ thể và một cuộc sống khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy video này có ích, hãy bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Rồi, chúng ta vừa mới xem đoạn video nói về cơ thể của con người, đúng không? Vậy thì một bạn hãy cho cô biết, cơ thể của con người thuộc vào cơ thể đơn bào hay cơ thể đa bào? À, chính xác, cơ thể con người thuộc vào cơ thể đa bào. Rồi, vậy thì cơ thể đa bào là gì? Hãy lấy cho cô ví dụ. Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể.
Ví dụ, đó chính là cây hoa hồng này, con kiến, con ếch, vân vân, rất nhiều. Rồi, kể tên một số tế bào cấu tạo nên cơ thể thực vật và tế bào cấu tạo nên cơ thể động vật. Đối với cơ thể thực vật thì được cấu tạo từ các tế bào như là tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào lông vũ. Còn đối với cơ thể động vật thì được cấu tạo từ các tế bào như tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào biểu bì, vân vân. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào rồi. Chúng ta cùng chuyển sang phần 3 luyện tập. Yêu cầu, hãy sắp xếp các đại diện sau vào hai nhóm cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Ở đây chúng ta có trùng roi, cây bắp cải, trùng đế dày, cây dương xỉ, con cua đồng, virus corona, con ngựa vằn, cây lúa nước, vi khuẩn E. coli và táo lam. Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời. Ở đây, cơ thể đơn bào chúng ta có trùng roi, trùng đế dày, virus corona, vi khuẩn E. coli và táo lam. Các đại diện còn lại chính là cây bắp cải, cây dương xỉ, con cua đồng, con ngựa vằn, cây lúa nước, thuộc vào cơ thể đa bào. Câu 2. Hoàn thành đoạn thông tin sau. Cơ thể sinh vật được tạo thành từ một tế bào hay nhiều tế bào. Rồi, như trùng roi, trùng biến hình. Vậy cái gì như trùng roi, trùng biến hình nhỉ? À, chính là cơ thể đơn bào như trùng roi, trùng biến hình. Vi khuẩn có kích thước hiển vi và số lượng cá thể nhiều. Còn cơ thể đa bào có cấu tạo nhiều hơn một tế bào như động vật và thực vật. Nhiệm vụ về nhà, các bạn hãy lên trang lớp học kết nối, tải file Word và ghi bài. Làm bài tập 1, 2, sách giáo khoa, đọc và tìm hiểu các bài, các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong tiết học ngày hôm sau nhé.